Cô coi thường trương vũ anh này chứ gì Không biết con kiến có thể đạp đổ tường thành phải không Cô tưởng tôi vô dụng sao Mà dám coi thường vậy hả Coi thường tôi quá đáng Alo, Phái Hình Thành đây. Ai tìm tôi phải không? Luật sư Doãn sao? Được rồi, tôi biết rồi. <laughs> Luật sư Doãn hả? À? Chỗ đó là chỗ nào? Tôi sẽ tới đó ngay. Ơ, à, mày Hiểu Dục hả? Là anh đây anh đã tham gia được luật suy giải đang ở đâu rồi thật sao chỗ đó là chỗ nào ở đâu chứ ơ à, xin lỗi cô ở đây có phòng chăm sóc bệnh nhân sắp chết hay không vậy ở bên kia à, à em biết rồi em sẽ xác nhận lại sau ơ à. chính nhầm đâu rồi cô đi đâu vậy Hãy gặp tôi ở đây bà. Chính nhậm có chuyện gấp Nên cô ấy đã ra ngoài trước rồi à Có chuyện gấp sao Có biết cô đi đâu không Mời vào Cho hỏi có phải luật sư doãn phải không ạ à? cô là phát hiền thành kêu cô tới hay sao cô ấy đã làm gì rồi Ghi âm có phải không Phải không vậy à, Dạ phải Cô nói hết cho cô ấy Biết tất cả mọi chuyện rồi sao Và hàng chính nhậm Đã ghi âm lại chuyện đó Có phải vậy không Tôi là Phát hiện Thành đã nói điện thoại đây Bây giờ tôi đang tới Có ai tới tìm anh sau Cái gì Chị nói cái gì hả Luật sư Giảng qua đây rồi <laughs> Nói ra những lời trước giờ Mà anh ấy muốn nói Bây giờ Anh ấy đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi người tôi phải tới sau người đó như thế nào alo 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 ah 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 Hàng chính nhậm May mà người anh phái tới Đã kịp thời tới đó Cô ấy mặc quần màu đen Áo khoác màu hạt dẻ Hàng chính nhậm Định lại đi hàng chính nhậm Người tới tìm luật sư giảng Có phải là cô không vậy Cô đã nghe thấy gì rồi Luật sư giảng đã nói gì với cô vậy Cô bỏ tính vậy đi Di chút sao? Bản di chúc đó cất ở đâu vậy? <laughs> Giúp tôi với Giúp tôi Giúp tôi Luật Sư Giảng đang nói cái gì hả Ông ấy có nói bạn gì chút ở đâu không Ở đâu hả Hàng chính nhầm mà nói đi hàng chính nhậm tỉnh lại đi hàng chính nhậm hàng chính nhậm mọi tỉnh lại đi Đừng đụng vào nạn nhân bị tai nạn giao thông không được tùy tiện đụng vô đâu mau cho xe cấp cứu tới nạn nhân bị tai nạn giao thông đó tai nạn giao thông người bị thương là hàng chính nhậm thật sao cô ấy đang ở bệnh viện nào vậy bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện nào hả dạ tôi biết rồi giờ tôi tới liền đây chuyện gì vậy hãy chính nhậm sẽ ra tai nạn rồi sao có phải vậy không bệnh viện đã gọi điện tới nói là chính nhậm Cô ấy bị tai nạn giao thông rồi cái gì số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sao bây giờ tắt máy luôn rồi liệu chính nhậm có gặp chuyện gì không to? Cậu chủ, xảy ra chuyện rồi. Lúc nãy phù tiên còn đi tới. Có phải chính nhậm gặp chuyện gì không hả? Phải không? Cô ấy bị tai nạn giao thông đó. Bây giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện. Nguy cấp lắm. Cái gì? Chính nhậm đâu? Còn đang phẫu thuật trong đó Phụng Tiên Lẽ ra tôi phải đi chung với cô ấy mới đúng Tôi không thể để cô ấy đi một mình như vậy được Cô đang nói cái gì vậy Phụng Tiên Một mình chính nhậm đã đi đâu hả Chính nhậm đi tìm cô y tá nói dối đó Nói cô giáo té từ trên lầu xuống Là bởi vì lỗi của hai người Cho nên cô ấy muốn dịch trần sự thật làm sao bây giờ đây? Chính nhầm à! Con đừng có uống nữa! Rốt cuộc ở bên ngoài xảy ra chuyện gì mà con như vậy hả? Hả? quậy Bân à Mẹ à Thì mẹ đang ở đây nè Có chuyện gì vậy Tại sao con quẩn hốt như vậy chứ Hả Con Hình như con đã giết người rồi mẹ à Con giết người rồi Cái gì Con, con đã nói cái gì vậy Con giết người Giết người là sao chứ? Con chỉ muốn hàng chính nhậm Con muốn cô ấy dừng xe lại thôi Hàng chính nhậm đã ghi âm lại hết Những lời cô y tá đã nói rồi mẹ à Con muốn ngăn cản điều đó Chỉ muốn ngăn cản điều đó Cho nên con mới làm vậy thôi Rốt cuộc con đã nói cái gì vậy? Con nói hình như giết người rồi Hàng chính nhậm đã làm cái gì? Ghi, ghi âm gì hả? Con nói rõ hơn đi Nói là ghi âm là ghi âm cái gì chứ? mẹ à, hình như con đã giết chết hàng chính nhậm rồi đó Không phải, con đã giết Chính con đã giết hàng chính nhậm rồi Cái gì? bệnh nhân sao rồi bác sĩ? cậu ấy không sao chứ? Phẫu thuật đã kết thúc rồi, nhưng do bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, hơn nữa lúc xảy ra tai nạn, não cũng đã bị thương trước rồi, ý thức của bệnh nhân có lẽ không hồi phục được. vậy là ý thức sẽ không thể hồi phục lại được có phải không? trong vòng 48 tiếng nếu không được phục hồi, thì có thể sẽ đi vào trạng thái não bị chết, cũng phải chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất. Anh <laughs> chí nhầm. Cô tỉnh lại đi. kẻ gây tai nạn bỏ trốn vậy tức là bạn của tôi bị tai nạn giao thông và kẻ đó đã bỏ trốn rồi sao còn tình hình tai nạn cụ thể thì phải đề điều tra tiếp nữa nhưng theo tình hình khác của hiện trường cho thấy tôi nghi ngờ tai nạn giao thông xảy ra là do cô ấy phải nấy xe khác đó <laughs> kẻ xấu xa nào đã làm chuyện này chứ thế à, à, vậy là chỉ cần kiểm tra camera thì sẽ có thể bắt giữ được hung thủ đó rồi Gần đây bởi vì có cái này nên đều biết được tai nạn giao thông sẽ xảy ra bởi vì cái gì. Tôi nghĩ chắc đây là mất thần đã bị hư rồi. Cái gì? Tôi muốn kể lại tình hình tai nạn. Sếp à? Hả? À. Bây giờ tôi đã đem mất thần ghi lại tai nạn giao thông về đồn rồi. Đây phục hồi lại đó. Lúc xảy ra sự cố có chút vấn đề à. Còn camera thì sao? Chỉ cần coi lại camera ở hiện trường tai nạn là được rồi. Rất tiếc camera ở gần chỗ tai nạn không thể ghi hình lại như bình thường được nên tôi cũng không thể làm gì hơn vậy nếu như không thể nào phục hồi được mắt thần thì sẽ không bắt được hung thủ hay sao chứ trong thời gian phục hồi trước tiên sẽ xác định lại camera ở gần đó rồi sẽ tìm kiếm xe nghi phạm nhưng mà chắc phải cần một chút thời gian đó sếp à nhất định phải bắt giữ tên hung thủ đã làm hại bạn của tôi nha dĩ nhiên rồi dĩ nhiên là phải bắt rồi nhưng mà nạn nhân vẫn chưa phục hồi ý thức có đúng không phải lúc nãy tôi đã gặp người giám hộ của nạn nhân rồi anh đã cho cổ biết tình hình tai nạn theo lời tôi nói chứ hả phải nạn nhân tới giờ vẫn chưa thể tỉnh lại được bác sĩ nói là có thể cô ta sẽ không thể tỉnh lại được nữa còn về vụ nạn nhân bị xe đụng trúng tôi nghĩ sẽ qua đi như vậy thôi bị xe tôi đụng chứ gì anh nói vậy là sao hả <laughs> tôi đã nói nhầm rồi nạn nhân vì né xe của kẻ gây tai nạn bỏ trốn mới xảy ra tai nạn thôi tóm lại điều tra tai nạn sẽ được tiến hành theo phương án truy tìm hướng xe của kẻ gây tai nạn bỏ trốn được vậy sao vậy anh phải tiến hành điều tra triệt để đâu giờ anh hết đó nhất định phải bắt kẻ gây tai nạn bỏ trốn đâu cô đừng có uống nữa uống vậy không được đâu con à mẹ đưa con đi nếu như con không uống cô thật sự không gắn gượng được nữa đâu mẹ à Bây giờ con đâu có được bình thường Con đã uống sai rồi đó Không có đâu Con vô cùng tỉnh táo mà Cho dù con có uống bao nhiêu cũng không sai đâu mẹ ạ à. Đầu của hàng chính nhầm bị chảy máu Lúc nào cũng hiện ra trong đầu của con hết đó mẹ ạ à. Nè Nè Quế Bân Nè, con không thể ở đây bởi vì mẹ mà quỷ đi cuộc đời của con được mẹ còn không mau buông tay ra không buông à, à, chị à chờ xin với em đi nha chơi chung với em đi mà buông ra cũng tại bà đó vì bà muốn hủy hoại cuộc đời của tôi mà cũng tại vì bà nên tôi mới trở nên như vậy đó bà bị thương cũng là do bà thôi tôi, tôi sợ quá tất cả mọi chuyện là do bà bà ra hàng chính nhậm trở nên như vậy cũng là vì bà đó là do bà đó mà có biết không? Bà, bà... còn không mau đưa bà ta vào trong đi. Mau lên, tôi, tôi, tôi sợ quá. Buông con ra. Tôi còn chưa nói xong mà. Bà đi đâu vậy hả? Đi đâu vậy? Còn thật là im lặng đi. Sao con lại như vậy chứ? Bây giờ là lúc nào càng phải tỉnh táo hơn nữa. Con muốn thừa nhận tất cả hay sao? Con sắp điên rồi mẹ à Cũng giống như cảnh sát Sắp tới đây lấy cộng cộng tay con vậy đó Con sợ quá mẹ ơi Quậy bân Tuyệt đối không đâu mà Đầu bà ta cũng đâu có bình thường Con nhỏ hạt chính nhậm cũng đang hôn mê bất tỉnh rồi mà Nhưng mà mẹ à Sẽ không sao đâu con Không ai biết được Con của mẹ đã làm gì đâu mà Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Sao em không nghe điện thoại chứ? Rốt cuộc em đã tìm được luật sư giảng chưa? Alo, trưởng phòng KP đây. Tại sao lại bắt máy vậy? Mẹ hiểu dụng đâu? cô ấy rồi anh chưa hay tin gì nữa sao tin gì chứ chị chính nhậm bị tai nạn đang nằm viện rồi à, trời ơi à, còn nói cái gì vậy hả mẹ của tiểu nhuận à, đang nằm bệnh viện hay sao mẹ à cô ấy bị tai nạn giao thông gì vậy hà mi anh tình hình chi tiết em cũng không biết nữa mình liên lạc sao nha à, à, mẹ hiểu nhuận bị tai nạn rồi sao à, con nói rõ ràng với mẹ coi. Con cũng không biết tình hình chi tiết như thế nào. Chỉ biết là tai nạn giao thông thôi. Nhưng mà nghe nói chị ta còn chưa tỉnh lại nữa. Hình như nghiêm trọng lắm đó mẹ. À, à, trời ơi, à, mẹ hiếu nhuận à. Mẹ à, mẹ không sao chứ. Mẹ tới đây làm gì chứ. Con sợ mẹ biết được sẽ bị sốc, nên mới không cho mẹ biết thôi. Không phải con nói. Mẹ chỉ làm đồ ăn cho anh hai con, nên con buồn lắm hay sao. Cho nên mẹ cũng đem phần con tới nè à, Trời ơi Mẹ hiểu nhận à Con gió tội nghiệp này Tại sao lại phải gặp tai nạn vậy chứ à... Bây giờ chú đang nghi ngờ tai nạn đó Cho tôi gây ra hay sao Sao chú có thể nghi ngờ một chuyện quan đường như vậy chứ Bây giờ còn gắn thêm đội danh Kể gây tai nạn bỏ trốn cho tôi nữa hay sao Chính nhầm bởi vì Bị chị gán tội lỗi cho Nên cô ấy đã đi gặp cô y tá đó Để chứng tỏ sự trong sạch của mình Và trên đường cô ấy trở về Cô ấy đã bị tai nạn giao thông Trong trường hợp này người muốn ngăn cản chính nhầm đi gặp cô y tá đó Còn ai vào đây chứ Bây giờ chú muốn nói tôi sao Đừng vui quan cho người tốt Tôi trong sạch mà Chị dâu Tôi Đâu có gán tội lỗi cho chú với hàng chính nhậm đâu Cũng không dính dáng gì với tai nạn của hàng chính nhậm hết cho nên nếu như chú còn dám ghép tội danh quan đường này cho tôi nữa tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu chú biết chưa hả Đô Quỳnh Mương, sao cô nói cô ta không có ở nhà? Ờ, tôi cũng không biết là nó đang ở lầu 2 nữa mà. Vụ tai nạn giao thông của hàng chính nhậm đang được cơ quan điều tra tiến hành. Tôi muốn hỏi cô về vấn đề. Qua bên kia nói nha. Mẹ à mẹ tuyệt đối không được để chú út xuống nhà đó nha liên quan tới vụ tai nạn giao thông của hàng chính nhậm anh muốn hỏi tôi vấn đề gì chứ thật là trùng hợp mắt thần trên xe gây tai nạn đã bị hư rồi bây giờ vẫn chưa thể hồi phục được bởi vì gần hiện trường không có camera cho nên chúng tôi đang điều tra vụ này gặp trở ngại rất nhiều vậy thì sao hả lúc chúng tôi kiểm tra camera ở gần đó thì phát hiện xe của cô khoảng thời gian xảy ra tai nạn giao thông có cảnh hai xe đang được đuổi lẫn nhau và cảnh gấp rút bỏ trốn khỏi hiện trường tai nạn sau khi xảy ra tai nạn là cô có phải không cô hãy trả lời đi à, 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 khoảng đá chú út à. À, à chú có chuyện gì vậy à? Bà có chuyện gì muốn nói với con sao? Hả? Ờ à, à, chuyện đó à, là Nếu không phải chuyện gấp con nghe sau nha. Ơi à, à, trời ơi. À. À, bổn chứ? Ơ à, đầu của tôi, à, thôi mặt quá. Chú Út à, đỡ tôi vô phòng giùm nha. Ơ à, mặt quá. À, trời ơi. À. Cho dù người trong tấm hình này là tôi. Không biết là tôi có liên quan gì tới vụ tai nạn này chứ tôi không có lý do gì phải đuổi theo hàng chính nhậm hết ở hiện trường tai nạn điện thoại di động của hàng chính nhậm đã biến mất theo lời y tá đã gặp hàng chính nhậm trước khi xảy ra tai nạn trong đó có ghi âm lại nội dung có liên quan tới cô đô huệ bưng ở hiện trường đã bị mất cái này cô không cảm thấy hơi kỳ lạ sao cho nên anh muốn nói tôi gây ra tai nạn rồi lấy cái đó đi hay sao sức tưởng tượng của anh cũng phong phú thật đó bởi vì nạn nhân còn chưa tỉnh lại thì cô muốn thoái thác trách nhiệm được rồi đợi có chứng cứ đầy đủ rồi lần sau tôi sẽ cầm lệnh bắt giữ tới đây quan đã lý do anh tới đây nói những lời này với tôi là gì hả là gì hả cũng như lời anh nói cũng có thể đợi đầy đủ chứng cứ xong rồi tới bắt tôi mà nhưng anh lại tới đây để nhắc tôi trước sự việc lý do anh tới nói những lời này với tôi là gì chứ không phải là nhất Tôi tới chỉ điều tra thôi Anh thử thay đổi Hướng điều tra vụ việc này có được hay không? Anh thử điều tra giùm tôi Hành tung của Hoài Bân không xảy ra tai nạn Kẻ gây tai nạn cho cô hàng chính nhậm rồi bỏ trốn Ông đang nghi ngờ là đô Hoài Bân sao? Chuyện cô giáo bị tế lăn từ trên lầu xuống đó Cô ấy đi gặp cô y tá Nói dối rằng đó là lỗi của chính nhậm và hiền vũ để chứng minh mình trong sạch Tất cả mọi chuyện là như vậy thôi Những gì cô y tá đó nói không phải là sự thật Cô ta đang nói dối đó Bởi vì em không thể chịu đựng được Bị người khác nghi ngờ là em làm hại cô giáo được Đến hôn với chủ tịch Cho dù đến hôn cũng phải chứng minh sự trong sạch của em Em đã cảm thấy là mẹ Tế lăng Từ trên lầu xuống rất kỳ lạ Nên đi theo cô y tá đó để hỏi chuyện Cô ấy nói lúc mẹ sẽ ra tai nạn Thì hàng chính nhậm Và chú Úc đang ở lầu 2 cùng với việc điều tra quệ bật anh cũng điều tra cô tái ngày hôm đó luôn y tá ông nói là nhân chứng hôm mà bị xảy ra tai nạn có phải không à, tôi rõ rồi tôi sẽ đi ngay Vậy là anh chấp nhận lời đề nghị của tôi rồi sao? Giờ chưa có nhân chứng nào khác thôi. Theo tình hình hiện nay, chuyển đổi phương hướng thành. Người lái xe lỡ tai cũng không phải là không được. Tuy là không phải vậy. Còn có vấn đề nào khác không? Vấn đề ở đây là nạn nhân rồi sẽ tỉnh lại. Bệnh nhân hàng chính nhập. Còn nếu như nạn nhân sẽ không tỉnh lại nữa thì sao vậy vụ án này sẽ bị trôn dù như vậy luôn